Dung xin kính chào bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Regardo Cuộc Sống Ở Pháp. Thì giống như hôm bữa cái video trước Dung có nói là ông xã Dung hỏi về cái đuôi bò đó, thì hôm nay Dung mua được đuôi bò. Thì Dung về các con thì Dung định hầm xả, nhưng mà các con muốn ăn phở đó cô chú, nên là hôm nay Dung sẽ nấu món phở đuôi bò. Dung cho đuôi bò vào Dung trong nước sôi để Dung trụng cho nó ra bớt cái máu đó, rồi xong rồi mình sẽ đi rửa lại. Dung nướng củ hành với gừng ở trên cái bếp từ luôn. Ở nhà Dung thì chỉ có hai vợ chồng với hai em nhỏ ăn thôi, cho nên Dung chỉ hầm xương bò thôi, chứ Dung không có cho thêm bắp bò, mà cũng không có cho thêm xương ống bò nữa. Mà nấu cho nhanh á thì Dung cho vô cái nồi áp suất. Dung nấu ăn thì con Dung nó cứ bên cạnh nó hỏi mẹ ơi xong chưa, cho nên là Dung không có hầm. Với lại nấu bằng cái nồi áp suất này rất là nhanh, thì nó đỡ tốn ga nữa, đỡ tốn điện nữa cô chú anh chị. Thì nấu nước lèo thì nấu từ 4-5 tiếng trở lên thì sẽ ngon, nhưng mà ở bên Việt Nam thì nấu bằng than đá nên nó sẽ không có hao. Mà bên này lúc gài xăng dầu lên rồi ga rồi điện nước đồ lên lắm cô chú anh chị. Thì sau khi mà Dung trần sơ cái đuôi bò rồi thì bây giờ Dung rửa sạch lại, và Dung sẽ bắt một cái nồi nước trong lên và mình sẽ cho xương bò vào, và Dung hầm nước lèo, Dung cho củ hành và gừng vào. Dùng thêm một vá canh nước mắm. Khoảng một muỗng canh nhỏ muối. Dùng thêm một vá canh đường. Thì tạm thời mình sẽ nêm như vậy. Một lát thì Dung đợi cái nước hầm xương nó ra chất ngọt nữa thì mình sẽ nêm nếm lại. Rồi bây giờ Dung sẽ đậy nắp lại và Dung sẽ nấu trong vòng 40 phút. Trong thời gian chờ đợi nước lèo và đuôi bò nó mềm á, thì Dung sẽ đi bào củ hành rồi Dung sắc hành ngò. Thì Dung không có mua ngò rí nha cô chú anh chị, ông xã Dung không có thích trộn ngò rí vào, kể cả hành tây luôn nữa, tại mà Dung bỏ cho nó đẹp thôi. Thì đuôi bò á, Dung mua ở chợ Tàu. Ở chợ Tàu thì họ bán gần 10 euro 1 kg, là khoảng 200, mình cho euro là 260 đi, 260 ngàn 1 kg. Thì Dung mua một cái như vậy là hơn 2 kg. Dung tranh thủ Dung sẽ đi luộc bánh phở. Thì phở thì Dung mua phở khô rồi về Dung luộc nước sôi. Mình trụng như vậy nè, rồi xong rồi đợi cái bánh phở nó mềm ra, nó là mình vớt ra được rồi. Thì bánh phở thì Dung xài cái bánh phở của Thái, ở bên chợ Tàu họ cũng bán cái bánh phở Vina phở đó, nhưng mà Dung thấy nó dai, nó làm bằng bột lọc hay sao á, Dung thấy nó rất là dai thì Dung cho khách Dung ăn thử thì họ không có chịu, họ thích cái bánh phở này hơn. Sau 40 phút thì Dung sẽ đi mở nồi áp suất. Đây là nước lèo, nồi nước lèo của Dung đây cô chú anh chị, nó vàng mà nó thơm ghê luôn á nha. Bây giờ thì mình sẽ đi bỏ vớt cái hạt củ hành và gừng nướng này ra. Dung thử thì Dung thấy là cái đuôi bò họ nó rất là mềm. Mà ông xã Dung hồi mua ở chợ Tàu á, là không có biết là dặn cái anh mày cắt thịt đó là ảnh cắt to. Cho nên là nếu ấy thì cắt nhỏ lại bớt một chút á, nhưng mà ông xã Dung không biết thì thôi. Lỡ rồi ở nhà Dung cũng không có cái dao to để chặt lại, Dung để vậy Dung nấu luôn.
Thì nấu nước lèo bằng cái nồi áp suất như vậy thì Dung nghĩ là cái nước xương của mình nó cũng giống như là mình hầm 4-5 tiếng thôi thì thịt nó cũng mềm. Bây giờ Dung sẽ để Dung nấu thêm 10 phút nữa. Dung sẽ cho cái hồi thảo quả này vô rang á, thì Dung không có mua được hạt ngò nha cô chú, thì Dung sẽ cho thêm cái gói mà gia vị phở người ta mài sẵn cho mình đó, Dung sẽ cho thêm vào và Dung nấu trong khoảng từng 8-90 phút cho nó ra cái mùi thơm thôi. Mình ở bên này thì mua đại hồi, tiểu hồi gì đó Dung không có biết phân biệt, thì Dung thấy hoa hồi thì mình mua thôi. Mà nấu không có lâu tại vì cái này nó sẽ làm đen cái nước lèo. Con Dung nó cứ hối riết mẹ ơi chín chưa, mẹ ơi chín chưa. Bây giờ Dung nêm nếm lại, Dung thử cái nước lèo á thì nó lạt một chút xíu thôi đó, mình nêm thêm một chút xíu muối và một chút xíu đường. Dung giảm lửa và Dung để ở đây cho nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Bây giờ thì Dung sẽ cho bánh phở vào tô. Nhưng mà khi mà Dung quay phim á cô chú anh chị ơi, khi mà hồi nãy Dung mở cái nồi áp suất á thì cái hơi 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 nước á nó ra nó làm ướt cái điện thoại của Dung, cho nên là bây giờ Dung không có sạc pin được và điện thoại thì hết nguồn rồi. Cho nên là khi mà Dung quay tới làm bánh phở ra tô thì nó bị hết pin mà Dung không cắm sạc được tại vì điện thoại nó cứ báo là có nước vô đó. Cô chú anh chị xem là cái nước lèo nó vàng mà nó trong ghê luôn. Cái tô này cho ông xã Dung. Cho nên là điện thoại không có quay phim được, nên Dung chỉ quay được tới đây thôi, và Dung sẽ lấy máy của ông xã Dung mà để quay lại cái cảnh gia đình mình thưởng thức món phở đuôi bò. Thì mời cô chú anh chị theo dõi video tiếp theo nhé, và cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian trải qua một cái bữa cùng nấu phở với Dung. Chúc cho cô chú anh chị có một buổi chiều vui vẻ. Thì đây là cánh đồng hướng dương hôm mùa hè. Bây giờ mùa thu ở chỗ Dung chỉ có đất không thôi, cô chú ơi, không còn cái gì hết trơn á. Thì tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau. Thì cô chú anh chị yêu thích gia đình Dung thì ủng hộ Dung một nút like, một nút đăng ký trên kênh nhé. Và chúc chúc cho cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe.